Sau đây Nhất sẽ thi triển lại một số kỹ thuật cũng như là tóm tắt một số bài quyền trong 10 bài quyền quy định của võ cổ truyền Việt Nam. Nhất đã biểu diễn một số kỹ thuật trong 10 bài quyền quy định của võ cổ truyền Việt Nam. Nếu thấy hay hãy nhấn like và subscribe để theo dõi Nhất nhé.